Người phụ nữ nào cũng yêu thích cái đẹp, ít nhiều giàu khả năng tưởng tượng và được tạo hóa phú cho sự tinh tế, khéo léo. Thế nên dù chỉ với một tấm vải đơn giản, dưới đôi mắt của phái đẹp cũng có thể trở thành một bộ đầm thướt tha hay một chiếc áo sơ mi thanh lịch. Cũng chính từ năng khiếu và sở thích này, không ít chị em phụ nữ đã lựa chọn thiết kế thời trang là một nghề nghiệp lâu dài. Bởi ngoài việc được thỏa mãn niềm đam mê, các chị em còn có thêm nguồn thu nhập giúp ổn định kinh tế cho gia đình. Thiết kế thời trang là một ngành nghề nhiều thú vị, nhưng sẽ khó để đạt được thành công trong nghề nghiệp nếu ngay từ ban đầu chị em phụ nữ chúng ta không xác định được cách học tập thật khoa học. Để quá trình học nghề nhanh chóng có hiệu quả, chị em phụ nữ cần chú ý tìm hiểu kỹ giáo trình của các đơn vị giáo dục có dễ hiểu và những nội dung lý thuyết lẫn thực hành được sắp xếp một cách hợp lý hay chưa. Ví dụ, trong giáo trình đào tạo của Học viện Thiết kế Thời trang Sài Gòn, chị em phụ nữ sẽ được học và thực hành các kiến thức chuyên ngành theo trình tự, từ những kiến thức cơ bản đầu tiên như hình họa, trang trí, phác thảo thời trang hay lịch sử trang phục, cho đến các ý tưởng thiết kế, kỹ thuật cắt may, vân vân. Tiếp đó là các học phần chuyên sâu như thiết kế rập thời trang, thiết kế rập công nghiệp, thiết kế rập trang phục ứng dụng, công nghệ vi tính ứng dụng chuyên ngành hay rập cao cấp 3D, thiết kế mẫu mannequin. Song song đó, học viên còn được rèn luyện kỹ năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất của chuyên ngành kỹ thuật công nghệ may và thiết kế thời trang bằng cách thực hành trực tiếp trên các thiết bị mới nhất. Cũng trong thời gian theo học, học viên có thể tham gia các cuộc thi thiết kế hay thực tập tại xưởng thiết kế thời trang chuyên nghiệp do học viện đầu tư và xây dựng để có thể nâng cao tay nghề cũng như tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Được biết, trung bình mỗi khóa học như thế này tại Học viện Thiết kế Thời trang Sài Gòn kéo dài trong khoảng thời gian 15 tháng với mức học phí trọn gói là 45 triệu đồng. Với các nữ sinh và gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo, học viện giảm hẳn 50% học phí. Còn các học viên thuộc ngành khác của trường sẽ được giảm 10% học phí khi đăng ký học thêm ngành thiết kế thời trang. Giờ học linh động với các ca sáng, chiều hoặc tối vào các buổi 24/6 và 3/5/7 cũng là điều kiện thuận lợi để các bạn học sinh, sinh viên hay phụ nữ đã có việc làm vẫn có thể theo học.